Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của MC Diễm Quỳnh, bà chủ mới của vũ trụ điện ảnh VFC nhé. Mới đây, MC Diễm Quỳnh được bổ nhiệm giữ chức giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Diễm Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong gần 30 năm qua, nhiều chương trình nổi tiếng như Giai điệu tự hào, Tạp chí một thành viên, Trò chơi âm nhạc. Đến tháng 8 năm 2017, cô được bổ nhiệm làm trưởng ban thanh thiếu niên VTV6. Mới đây, ngày 22 tháng 9, MC Diễm Quỳnh được bổ nhiệm vị trí giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC, Đài truyền hình Việt Nam thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải. MC Diễm Quỳnh tên thật là Đặng Diễm Quỳnh. MC Diễm Quỳnh sinh năm 1972. MC Diễm Quỳnh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sự nghiệp của MC Diễm Quỳnh. Xuất thân của MC Diễm Quỳnh. MC Diễm Quỳnh là con gái nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Diễm Quỳnh theo học chuyên văn tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đi du học tại Trung Quốc và tốt nghiệp thạc sĩ ngành ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô được Phó Thủ tướng Vũ Khoan mời về làm việc tại Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên sau đó cô lại chọn con đường trở thành MC của Đài truyền hình Việt Nam. Hành trình từ MC quen thuộc đến trưởng ban thanh thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam. Ngay từ khi gia nhập Đài truyền hình Việt Nam, MC Diễm Quỳnh đã ngay lập tức trở thành gương mặt ấn tượng với ngoại hình duyên dáng, giọng nói ngọt ngào cùng phong cách dẫn tươi trẻ, dí dỏm, thu hút. Đặc biệt, Diễm Quỳnh tạo ra một sự đột phá về thời trang của các MC, biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam thời ấy khi cô ăn mặc rất mốt, hiện đại, quyến rũ mà vẫn thanh lịch với những chiếc áo ống chất liệu da bắt mắt. Nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X vẫn còn nhớ đến bộ đôi MC đình đám một thời của tạp chí một thành viên Diễm Quỳnh và MC Anh Tuấn. Bên cạnh sự ăn ý, cả hai còn có nhiều chia sẻ thú vị, dí dỏm cùng với sự năng động, hoạt bát, khả năng ngoại ngữ xuất sắc. Không chỉ tạp chí một thành viên mà sau này Diễm Quỳnh cùng Anh Tuấn cũng được yêu thích với chương trình Trò chơi âm nhạc. Về phía Diễm Quỳnh, cô cũng làm nên tên tuổi khi cầm trịch hàng loạt chương trình giải trí nổi tiếng thời điểm đó như Cầu Vồng, Quà tặng âm nhạc, Bài hát Việt, Tuổi đời mênh mông. Bên cạnh được biết đến nhiều với tư cách MC của Đài truyền hình Việt Nam, với lợi thế thông thạo ba thứ tiếng Anh, Trung, Nga, cô cũng từng tham gia dịch nhiều bộ phim Trung Quốc nổi tiếng trên sóng Đài truyền hình Việt Nam như Vương Triều Ung Chính, Con đường lạc đà, Lá bất vi. Chia sẻ với công việc tay trái này, nữ MC từng bộc bạch, công việc dịch các phim Trung Quốc đối với tôi giống như một người lâu lâu mới dùng đến tay phải của mình. Hàng ngày làm các chương trình, đến tối về túc tắc dịch, được sống trong không khí trầm tĩnh hơn. Sự thay đổi cảm giác đó giúp mình bớt mệt. Vào tháng 8 năm 2017, cô chính thức được bổ nhiệm làm trưởng ban thanh thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam thay thế vị trí của nhà báo Tạ Bích Loan. Từ đó, cô ít xuất hiện hơn mà chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong vai trò khách mời của các chương trình truyền hình. Bước ngoặt mới khi được bổ nhiệm làm giám đốc VFC. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, đạo diễn Đỗ Thanh Hải được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam nhưng anh vẫn kiêm nhiệm vị trí giám đốc VFC. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 10 tới đây, Diễm Quỳnh sẽ thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải giữ chức giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC. Với vị trí mới, MC Diễm Quỳnh được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành tốt vai trò của mình, giúp VFC tiếp tục duy trì sức hút và phát triển tầm ảnh hưởng sau thành công của hàng loạt bộ phim đình đám thời gian vừa qua như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Đời Tư của MC Diễm Quỳnh. Chồng Diễm Quỳnh hơn cô 4 tuổi và là một kiến trúc sư. Tuy nhiên, ông xã của cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Mặc dù vậy, chính ông xã của cô đóng vai trò lớn đưa vợ rẽ hướng để nên duyên với truyền hình và là người tạo mọi điều kiện để cô có thể hết mình theo đuổi đam mê. Con gái đầu lòng của cô tên thật là Hồ Diễm Quỳnh Phương, sinh năm 2002 và cô con gái thứ hai sinh năm 2017. Trước đó, sau khi Hạ sinh con gái thứ hai ở tuổi 45, cô từng bày tỏ, thú thực, mang bầu em bé thứ hai thực sự là một điều bất ngờ đối với cả vợ chồng tôi và gia đình đôi bên. Thậm chí, tôi còn chẳng có sự chuẩn bị gì. Em bé nhỏ như một món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho gia đình tôi. Mỗi buổi tối, tôi và chồng thường tranh giành nhau để xem ai là người quyền lực và thu hút hơn với em bé thứ hai này. Thật sự, đối với một bà mẹ 45 tuổi và một ông bố gần 50, khi có một con búp bê thì rất là thích. Chứ thú thực, khi mới tầm 30 tuổi, nhắc tới chuyện sinh thêm con, cả hai vợ chồng đều lắc đầu nhìn nhau ngán ngẩm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử 10 thành công và nổi tiếng khác nhé.